Mời bạn Nam. Mời các bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Giới thiệu về mình đi em. Dạ, là đầu tiên em xin chào chị Cát Tường, anh Hường Linh và quý vị khán giả. Chào anh bên kia ạ. Em tên là Diễm Hương, năm nay em 24 tuổi ạ. Em đang sinh sống và làm việc tại Tiền Giang. Em đang làm kế toán ạ. À, dạ. Tiền Giang ở huyện nào? Dạ, em ở Châu Thành vậy anh. Huyện Châu Thành. Vậy là chung huyện với anh luôn rồi đó. Dạ. Rồi, chào em trai. Em giới thiệu cho bạn gái biết mình đến từ đâu. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả các bạn, các cô chú, bác tham dự chương trình và toàn thể các khán giả đang xem đài. Mình tên đầy đủ là Nguyễn Dũng Liêm, 29 tuổi. Mình đến từ thành phố Cần Thơ. Liêm đang chuyên về đầu tư tài chính, chỉ cần có internet là được. Nhưng mà đang làm việc ở đâu là chính? Ở thành phố Cần Thơ luôn. Ở Cần Thơ luôn, tức là trên con đường về Cần Thơ sẽ đi chắc chắn đi ngang Tiền Giang. Rồi. Không có thoát đâu hết trơn á. Em hãy nói cho anh ấy nghe về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, mọi người hay nhận xét em hiền lành, vui vẻ hòa đồng. Còn nhược điểm của em thì em hơi gục ghè. Với lại sống hơi tình cảm á chị, dễ bị xúc động. Dạ. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em thì em luôn luôn nghiêm túc trong công việc, học hỏi nhanh, giao tiếp tốt. Còn về nhược điểm thì nói hơi nhiều. Chắc có lẽ là do nghề nghiệp. Đúng rồi, nghề nghiệp cũng phải mình nói nhiều nghiệp, ha. Mình nghề nghiệp. Em có mấy mối tình rồi? Dạ, em đã có 2 mối tình chính thức. Mối tình chính là thời sinh viên. Đó là mối tình đầu tiên. Và cũng là mối tình rất là đáng để nhớ. Rồi sau này thì đi làm công tác thì cũng có quen một bạn cũng xác định là tiến tới hôn nhân. Nhưng mà bây giờ bạn đó có chồng và có con rồi. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng nhiều năm rồi ạ. 2-3 năm ạ. Rồi, bạn gái. Tình trường của em sao? Dạ, chính thức thì em chưa có quen ai hết. Em chưa nắm tay trai luôn, ngoại từ cha em. 24 tuổi chưa nắm tay một người đàn ông nào khác luôn, trừ cha mình thôi. Dạ. Ủa, không ai đeo đuổi mình cũng không để ý ai luôn ha? Dạ, lúc đi học thì có người tán em. Nhưng mà do em tập trung cho học á chị, nên em không có quen. Còn bây giờ thì em muốn tán lại như người ta đã có bồ rồi. Mình có đặt ra cái tiêu chí tìm bạn trai như thế nào không? Em thích người mẫu bạn trai trưởng thành, chín chắn, là người có đạo đức, có trách nhiệm, biết quan tâm và chia sẻ lắng nghe. Nếu mà thương em thì phải thương gia đình em ạ. Mình chưa có quen bạn trai, chắc là ở nhà ba mẹ cũng cưng ha. Dạ, hối à chị. Hối rồi hả? Dạ. Ở nhà có coi tuổi coi tác gì không? Mẹ em thì không có coi, mà em thì buồn buồn em cũng có đi coi bói. Có đi coi bói nữa, rồi thầy bói nói thì sao? Dạ, thầy nói thì tuổi hợp thì tuổi sinh năm 90 hoặc 94. Em khỏi cần coi để anh bói cho. em trai sinh năm nhiêu? Chúc cặp bói liền nha. Tại vì anh sinh năm 90 mà cần gì phải bói nữa. Trời ơi, vậy là trúng rồi ha. Em có mẫu người lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của em là người phụ nữ thiên về gia đình, biết nấu ăn. Thì người nào cũng biết nấu mà. À, không lo. Ăn được hay không mới quan trọng. Em rất là dễ ăn, không sao cả. Đặc biệt là người phụ nữ phải biết quan tâm với gia đình. Có gì khó hơn không? Chiều cao, thước tất, tóc tai gì đó, có yêu cầu gì không? Mấy cái điều ngoại hình đó thì không quan trọng lắm. Qua xem đàn gái. Trời dạ, ơi, em chào anh. Gái Châu Thành dễ thương ta. Dạ, anh cũng đẹp trai quá. Trời ơi. Chàng trai bên đây thì cũng dễ thương, ổn định, lánh lợi. Dạ. Nhưng mà em không thích điều gì nhất? Em không thích hút thuốc ạ. Em nghe, em hủi mùi thuốc không được ạ. Em bị ngợp ạ. Có hút không? Em là ghét nhất thuốc. Ghét thuốc? Dạ được rồi ạ. Thích nhậu không? Dạ không, nhậu có chừng mực là được ạ. Em biết nhậu nhưng mà để làm ăn thôi. Được. Anh thấy đàn trai cũng ổn, đàn gái dễ thương. Với lại... gì nữa, yêu cầu gì nữa? Em không thích con trai gia trưởng nữa. Với lại nói nhiều, nói mà hứa nhiều ấy. Hứa mà không làm á anh. Hứa không làm thì được chứ nói nhiều bên đây chắc có nói nhiều rồi đó. Hứa có làm không? Ở đây nói nhiều nhưng mà nói được làm được. Đúng rồi, đó là bản lĩnh của đàn ông. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi. Tiền Giang với Cần Thơ hợp lý. Chúc mừng hai bạn. Rồi giờ nếu được thì chừng nào đám cưới được nè. Ba mẹ hối rồi đó, chừng nào cưới được. Thời gian thì không quan trọng, chủ yếu là hai người hợp và hiểu nhau mà. Lúc nào cũng được hết. Làm dâu được không? Anh ở Cần Thơ luôn hả?
Anh Cần Thơ, anh con út. Em con một nên đi xa không được. Nếu mà làm dâu thì em sẽ học hỏi thôi, sẽ cố gắng. Gia đình anh thì cũng không có yêu cầu làm dâu. Bắt rể được không? Bắt làm rể thì mình vẫn chấp nhận, tại vì mình thương thì mình chấp nhận. Mình thích bạn trai cao thấp mập ốm như thế nào không? Dạ, cao cao một xíu, cao hơn em xíu cũng được nữa chị. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m6 hả? Rồi em 1m62. Hơn 2 phân được không? Dạ, hơn được. Xíu rồi đó. Được ha, hợp lý dạ. Ha. Bên này người ta muốn lấy sớm đó, bên này mình chuẩn bị sao? Cho duyên hai người coi như thế nào, coi gặp mặt có hợp hay không. Mà cái ý em á là em muốn chừng nào kết hôn là phù hợp? Thấp nhất thì cũng sang năm sau. Nghe vậy thấy được không? Dạ cũng được. Muốn hỏi gì nữa không? Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái nha. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với hai đứa bạn thân của em, vì mẹ em có việc nên không có đi được. Rồi cho chị gặp bạn em. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả và chào bạn Nam ạ. Em là bạn của Hương. Hương thì nó rất là hiền, sống nội tâm nữa, cho nên là tới bây giờ vẫn chưa có bạn trai. Hy vọng là qua chương trình này giúp cho nó tìm được một người bạn trai phù hợp để cho nó bớt đu bám bạn bè lại. Từ ngoại hình thì hai bạn rất là hợp nhau. Về tính cách thì em thấy bạn Nam bên này á hoạt ngôn, chín chắn, cho nên hai bạn có thể bổ sung cho nhau. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với cha với mẹ. Có cha mẹ ha. Dạ, dạ chào cô chú. Dạ xin chào Quyền Linh và Cát Tường. Mẹ trẻ đẹp quá. Chào tất cả quý vị khán giả. Tôi là mẹ của Nguyễn Dũng Liêm. Cháu nó ham làm không à, cho nên không có tìm hiểu bạn bè, nên nay tới chương trình để nhờ Quyền Linh với Cát Tường kết hợp, thấy hai cháu nó hợp với nhau, lại tánh tình giống, nói chung là tạm gọi là mẹ chồng đi, rất là hợp. Hiền từ, mình không có thích chanh chua, thấy vừa ý. Dạ. Còn sự tìm hiểu giữa hai cháu thì bước sau để cho nó tự quyết định. Dạ. Dạ, xin chào chương trình. Coi như là ok. Ok. Bữa nào mời cô chú đây hấp hôn bữa nha. Được không? Được đó, gia đình cũng rất là dễ thương ha. Dạ. Bây giờ thôi mình mở cái rào cho hai bên gặp mặt đi coi làm sao. Mở rào. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Không biết anh có thích đọc sách không? Cuốn sách này nó có ý nghĩa là toàn bộ quỹ bán cuốn sách thì đem đi từ thiện. Và cuốn sách này cũng giúp cho anh là đôi khi cuộc sống nó khó khăn, nó mệt mỏi, nó thất vọng, thì hy vọng cuốn sách này sẽ làm cho anh tìm lại được chính mình nữa. Ok, anh cảm ơn em rất là nhiều. Liêm cực kỳ thích sách, ở nhà rất là nhiều sách. Vừa thấy cuốn sách là Liêm đã thích ngay từ đầu. Để anh giới thiệu sơ cuốn sách này cho nghe. Anh là chủ tịch cái hội hiểu quỹ tới tim, và anh là người sản xuất cuốn sách này. Nhờ cuốn sách này đã mổ mấy ngàn ca mổ tim tụi anh bán ra để có thể lấy tiền làm từ thiện. Anh rất cảm ơn em đã sử dụng quyển sách Hiểu về trái tim. Dạ. Cho anh hỏi một câu là em có ước mơ gì sắp tới? Em muốn đổi một công việc nào đó nó có thể giúp cho gia đình em hơn ạ. Về kinh tế hơn. Dạ em muốn buôn bán hơn, tự mình ở nhà làm. Ví dụ như buôn bán thì em thích buôn bán cái gì? Dạ buôn bán quần áo hay mỹ phẩm gì đó. Về quần áo thì anh có một tí kinh nghiệm, tại vì anh đã từng mở shop thời trang. Dạ. Anh có thể giúp em cái chuyện đó. Dạ. Nói chung đây cũng là một cô gái thông minh, nếu như em hướng dẫn làm tài chính chung với em cũng là rất là tốt. Ví dụ như kết hôn rồi thì em ở đâu? Em thích ở đâu? Em muốn ở gần gia đình mình hơn ạ. Vì em là con một nên em muốn chăm sóc ba mẹ. Cái vấn đề đó thì đối với anh nó dễ lắm. Tại vì anh thì quen đi tới lui như vậy rồi. Nói chung là Tiền Giang gần lắm. Em thì em muốn một người bình giản dị thôi. Chứ em không có muốn mà đua đòi này kia với người ta, nên em quan trọng là gia đình hơn. Đó là người phụ nữ anh cần mà. Tại bên ngoài anh lo được. Em nhìn anh giây phút ban đầu thì em thấy như thế nào? Cũng đẹp trai, trắng trẻo. Cái quan trọng là về tính cách á, em thấy có hợp không? Em thấy anh là người trưởng thành ạ. Em cảm nhận người bạn nữ này lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy là người như thế nào? Chưa một mối tình nào, chưa nắm tay bạn trai một lần nào luôn nhé. Bạn nữ này thì vô cùng hiền, phúc hậu, là người phụ nữ gia đình tốt. Em hãy tiến tới nói một cái điều gì đó với cổ, hoặc là hát tặng cổ một bài hát đặc biệt gì đó, một giống như thay một lời tỏ tình ngày hôm nay. Em hát thì không được hay lắm, nhưng mà cũng có thể hát tặng một bạn nữ một đoạn. Rồi. Nhưng mà em run quá, cho một tràng pháo tay kích lệ được không? Em ở nơi nào có còn
Mùa xuân không em, rừng à lá gió từng đêm nhắc nhớ thì thầm. Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cũng mây về. Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn, mà nghe nức nở trong hồn, và thương đôi mắt nhỏ em buồn. Vì mình yêu nhau, vì mình xa nhau nên mới dần hơn. Vì mình xa, vì em cùng quá. Rồi. Đang hay à, còn câu cuối nữa hả? Là đầu tiên em cùng như vậy. Trái tim mình nó có rung động rồi đó em. Tốt. Ok. Bây giờ chúng ta để tay bấm đi các bạn. Khoảng thời gian nói chuyện nãy giờ chắc chúng ta cũng đủ cảm nhận về nhau, đủ xem đây có thể là một nửa mảnh ghép của mình. Suy nghĩ thật kỹ nha các em. 1 2 3. Hết thời gian. Nắm tay nhau đi. Bây giờ là cái nắm tay đầu tiên nhé. Đầu tiên đấy. Tay em đầu... bị đổ mồ hôi vậy. Kệ. Tại hồi đó giờ không ai em nắm á, nó mới đổ mồ không hôi sao, đó. Tay anh đổ hơn. Trời ơi, tay lạnh quá. Bây giờ nụ hôn đầu tiên nè. Đầu tiên đó nha, sao ấn tượng nha. Nụ hôn đầu tiên đó. Cái nắm tay đó đầu tiên là nụ hôn đầu tiên đó. Nào, bình tĩnh từ từ thôi. Cho anh xin phép nha. Dạ. Yeah. Cảm nhận như thế nào? Dạ mắc cỡ mà. Mắc cỡ hả? Nhanh quá hung để lâu lâu hung nó miết miết chút xíu là lại làm lại cái nụ hôn đầu tiên, nó quan trọng lắm. Nào để y nguyên nha, chừng nào tôi nói buông ra mới buông nha. Bắt đầu từ từ, để y nguyên, để y nguyên. Thấy sao hả? Hồi hộp. Em cảm thấy sao? Dạ cũng hồi hộp. Hồi hộp. Thích không? Dạ thích. Thích là được rồi.